Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Hợp đồng tình nhân đến từ tác giả Dương Cầm. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì tình yêu mù quáng mà Khả Hân đã bất chấp tất cả, thậm chí là dùng đến thủ đoạn để có thể kết hôn với Dĩ Tường. Và ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến tình yêu mù quáng của người phụ nữ này là như thế nào, cơn ghen thịnh nộ của cô ta sẽ xảy đến ra sao. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Khả Hân đã quyết định bám theo Dĩ Tường để biết được là anh đi đâu và làm gì. Cùng chính tình huống này sẽ đưa đẩy khiến cho Dĩ Tường gặp phải một biến cố bất ngờ đe dọa đến tính mạng của anh nữa. Vậy thì những diễn biến mới nhất kịch tính nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Và bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Hợp đồng tình nhân, tác giả Dương Cầm, qua giọng đọc của anh Sa. Dĩ Tường nhìn theo em gái rồi lắc đầu. Anh biết là nó không thể nào tiêu tiền hoang phí mà luôn có mục đích rõ ràng. Vậy nên chỉ cần em lên tiếng thì anh sẽ cho ngay. Đưa vợ về bên ngoài, Dĩ Tường mang đồ vào biếu bố mẹ rồi xin phép đi ra ngoài một lát. Khả Hân không vui bởi vì biết là anh sẽ đi đâu đó. Cô thì không muốn cãi nhau với anh về việc đó nữa. Tuy nhiên mà sự tò mò khiến cô không thể nào ngồi yên. Vậy nên khi Dĩ Tường vừa rời đi thì cô lập tức lái xe đi theo sau. Dĩ Tường sẽ vào cửa hàng hoa, một bó hoa loa kèn màu trắng, rồi lái xe ra ngoài thành đến nghĩa trang. Anh gửi xe đi sâu vào bên trong, đến ngôi mộ trắng xóa. Anh ngồi xuống, dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, thắp hương và đặt hoa lên ngôi mộ. Anh thả người ngồi xuống bên cạnh bia mộ có hình ảnh một cô gái trẻ. Tay của anh xoa lên tấm ảnh mỉm cười đau khổ. Hiểu Vi à, em bây giờ ở đâu rồi? Xin lỗi, bởi vì hôm nay anh mới về thăm em được. Mới đó mà em đã rời xa anh 3 năm rồi đấy, có biết không? Anh đúng là thật tệ, Dĩ Tường. Khả Hân đứng cách đó 1 mét, nước mắt ướt đẫm bên má rồi hét lên, khiến Dĩ Tường đứng bật dậy. Sao em lại ở đấy? Anh còn hỏi là vì sao à? Anh tưởng em không biết anh đi đâu sao? Cô ta đã chết rồi. Vậy thì tại sao anh vẫn cứ lưu luyến như vậy? Dù sao, người là vợ của anh bây giờ là em cơ mà. Dĩ Tường lại gần thì bị Khả Hân xua tay ngăn lại. Đừng có lại gần em. Chính cô ta đã cướp anh khỏi tay của em còn gì. Tại sao anh không yêu em mà cứ yêu mãi một người đã chết như vậy? Khả Hân à, em bình tĩnh lại đi. Hôm nay là ngày giỗ cô ấy, mà ba mẹ cô ấy không có ở đây, vậy nên anh ra thắp hương thôi. Được. Nếu như vậy thì anh thề đi. Anh có dám nói trước mộ cô ấy anh không yêu cô ấy nữa không? Tại sao em cứ luôn thua cô ấy như vậy? Dù đã chết, tại mà cô ấy vẫn cướp anh đi. Khả Hân ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Dĩ Tường lại gần vỗ vai vợ rồi xô sảnh. Anh xin lỗi. Người xa là anh chứ không phải là cô ấy. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện đi, để cô ấy yên nghỉ nhé. Thế nhưng mà Khả Hân hất tay của anh ra, đôi mắt ướt đẫm, ánh mắt nhìn anh thù hận. Anh chỉ lo cho cô ta thôi sao? Như vậy thì hôm nay ba người chúng ta nói rõ ràng tại đây đi. Em phải đòi lại chồng từ tay chị ta mới được. Rồi thì cô kéo Dĩ Tường đến trước mộ của Hiểu Vi, nói trong nước mắt. Chị nhìn đây, người yêu của chị, à không, người yêu cũ của chị bây giờ đã là chồng tôi. Chị hãy buông tha cho anh ấy, trả trái tim anh ấy về cho tôi đi, coi như tôi cầu xin chị đấy. Dĩ Tường nghe xong thì thở dài. Anh kéo Khả Hân đi ra ngoài, mặc kệ cho cô gào thét. Em thôi ngay đi. Cô ấy vì anh mà chết, vậy nên ngày số anh đến thắp nén hương tạ lỗi thôi. Tạ lỗi? Chị ta chết là do số phận, không phải là lỗi của anh.
tà lối hay là nhớ nhung về chị ta vậy? Anh tệ thật đấy. Anh lấy em nhưng mà vẫn không quên chị ta. Thế mà không cảm thấy có lỗi với em sao? Vậy nếu như bây giờ em chết đi, anh có cảm thấy có lỗi không vậy? Cả đời này em muốn anh phải dằn vặt bởi vì em. Nói rồi thì Khả Hân bỏ lên xe lái nhanh ra khỏi nghĩa trang. Dĩ Tường chạy theo đập cửa kính rồi hét lên. Khả Hân à, em điên à? Em xuống xe ngay đi. Anh hứa sẽ không đến đây nữa. Em lái xe như vậy nguy hiểm đấy. Mặc kệ cho Dĩ Tường gào thét, Khả Hân vẫn cứ tăng tốc lái xe đi. Dĩ Tường quay lên xe đuổi theo. Tự nhiên mà càng theo Khả Hân thì cô lại càng lái nhanh, lượn lách qua các xe trên phố rồi vượt cả đèn đỏ. Dĩ Tường gọi điện liên tục, thế nhưng mà Khả Hân không nghe máy. Anh đành phải gọi cho Dĩ An. Dĩ An không nghe máy khiến anh lại càng bấn loạn. Chỉ cần con bé gọi cho Khả Hân thì chắc chắn cô ấy sẽ dừng lại. Tự nhiên mà gọi đi gọi lại không thấy người nhấc máy, anh đành bỏ qua việc cứu tinh cuối cùng. Nhìn thấy Khả Hân cứ lao thẳng vào chiếc xe tải đang đi đến, Dĩ Tường nhấn ga, lách xe lên phía trước, bấm còi inh ỏi báo cho tài xế. Anh quay ngang xe để chắn xe của Khả Hân lại. Nhìn thấy anh đột ngột quay xe như thế, Khả Hân thắng gấp, ngồi đơ nhìn chiếc xe tải đang tới. Dĩ Tường thì ngồi bất động, nhìn Khả Hân mỉm cười. Khả Hân vội vã xuống khỏi xe rồi gào lên. Không đâu, dừng lại đi. Tài xế xe tải đã nhìn thấy nên cũng vội vã phanh gấp. Tiếng xe rít lên chói tai, cháy cả mặt đường. Cho đến khi dừng lại được thì đau hích vào thân xe kẻ dở hơi trước mặt. Hôm xe bị sức mạnh, nhưng mà may mắn kẻ trong xe vẫn bình an vô sự. Một đoàn xe dài cũng bị tắc đường theo. Tài xế xe tải thì tức giận xuống xe. Nhìn chiếc xe sang bị chảy xước méo móp hết cả thì vừa sợ lại vừa cáu, chửi om sòm để mong chủ xe biết lỗi mà không bắt đền. Ôi trời ạ! Thế hai người bị điên à? Về nhà mà chết đi, đừng lôi người khác theo như vậy. Anh ta đập đập vào xe của Dĩ Tường, yêu cầu anh lái xe tấp vào lề đường. Đưa xe gọn vào trong, Dĩ Tường đến lôi Khả Hân vào trong rồi lái xe của cô vào cạnh xe mình. Quay lại xin lỗi mọi người, anh mới đi đến chỗ Khả Hân. Rồi thì cô ấy vẫn đang khóc nức, khuôn mặt thì tái mét bởi vì sợ hãi. Dĩ Tường đến cạnh vợ, vỗ vai an ủi cô. Được rồi, anh xin lỗi, bình tĩnh lại đi. Cuộc sống của mình thì đừng vì người khác mà bỏ lại. Em hiểu chưa? Em không yêu bản thân mình thì yêu được ai nữa? Ba mẹ em sẽ sống như thế nào khi cô con gái duy nhất có chuyện? Đừng vì anh như vậy. Anh là một kẻ không xứng đáng để em hy sinh như vậy đâu. Dĩ An gọi điện đến lo lắng nói. Anh ơi, có chuyện gì à? Anh nói qua cho cô nghe thì Dĩ An thở phào nhẹ nhõm. Cô an ủi Khả Hân. Chị dâu à, về nhà thì em sẽ lột sang ấy đòi lại công bằng cho chị. Anh đưa chị về đi, em bảo chú Châu qua lấy xe anh về nhé. Tiếng của Dĩ An quát lên khiến Dĩ Tường nóng cả mặt. Con bé được chiều nhưng không dám hỗn hào như vậy. Tại mà hôm nay nó cần được dạy dỗ lại thôi. Dĩ Tường đưa Khả Hân về nhà. Vừa nhìn thấy con dâu thì mẹ anh lại cầu nhau ca thán con trai. Dĩ An nhảy bổ ra bá vai của anh. Anh, ra vườn đi, em có chuyện muốn nói. Anh quay sang lườm em gái sắc lạnh. Cô liều hồn đấy, cô nói chuyện với ai đấy? Dĩ An thấy như vậy thì ruột cổ chạy vào ra vườn hái táo ngồi ăn ngon lành. Nhìn thấy anh trai đi xa, Dĩ An xuống khỏi cây táo, ngồi xích đu bên cạnh anh, nhìn trước nhìn sau khắp người anh. Anh không bị thương ở đâu chứ? Một tí nữa thôi thì hôm nay anh đã dỗ cùng với chị Hiểu Vi rồi đấy. Tớ chả hiểu là yêu đương kiểu gì mà khiến bao nhiêu người chết đi sống lại như vậy. Dĩ Tường thở dài cười buồn. Anh không thể nào nhìn Khả Hân chết được. Cô ấy vì anh mà hành động như thế. 3 năm về trước, nếu như anh có mặt ở đó thì sẽ không để Hiểu Vi ra đi như vậy rồi. Dĩ An khoác vai của anh trai. Anh có tin là ai cũng có số phận không? Hôm nay thì anh sai, quá sai rồi đấy. Chị Hiểu Vi đã mất từ lâu lắm rồi. Anh hãy để chị ấy siêu thoát đi. Nếu như có ra thăm mộ thì ngày thường ra, ngày lễ này hơi nhạy cảm. Từ năm sau,
Ngày số chị ấy, nếu như em ở Việt Nam thì em sẽ ra đó giúp anh nhé. Dĩ Tường nhìn em gái thở dài không chớp mắt. Anh chỉ là muốn tỏ lòng thành với người đã mất thôi. Tỏ lòng thành cũng không được. Anh cất chị ấy sâu vào để nhường chỗ cho chị dâu. Ông mà biết chuyện thì các mặt đẹp trai này của anh không còn nguyên vẹn đâu đấy. Cô đang dọa anh sao? Không, anh muốn thử không đây? Nói rồi thì Di Hàn gào to từ ngoài vườn. Ông ơi, ông đang ở đâu vậy? Còn có chuyện muốn nói. Di Tường thấy như vậy thì vội vã bịt chặt mồm em gái lại, không cho nói nữa. Tại nhưng mà ông đã xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ. Di Hàn trợn mắt chỉ vào tay của anh, vẫn đang ghi chặt trên miệng của mình. Cháu làm cái gì vậy? Có bỏ tay ngay ra không? Ông lại gần gõ lên đầu của anh một cái đau điếng, cùng với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng mà ngay lập tức lại nhìn Di Hàn âu yếm. Cháu yêu, có chuyện gì vậy? Tại anh lại bắt nạt con à? Di Hàn nhìn mặt cứ ngạch xa thì lại hơi lắc lắc của anh, biết là anh đang nhắc cô không được nói gì. Cô mỉm cười, nắm tay của ông lại ghế ngồi. Con hết tiền tiêu, mà xin thì anh bảo con tiêu nhiều quá thế nên không cho nữa. Di Tường muốn trợn mắt táng cho em gái một trận. Vừa mới sáng chuyển cho nó 200 triệu xong, bây giờ lại lươn lẹo ngay được. Nhưng mà thà như vậy còn hơn nó nói xa chuyện của anh. Tiếng nói của ông vẫn dịu dàng với nó. Tụi con cần tiền làm gì? Anh gửi sang cho con không đủ sao? Dạ đủ ạ. Nhưng mà đợt này về nhà thì con hết sạch tiền. Ông nhìn này, tụi con giống tuếch ấy. Vừa nói thì Dĩ Hàn lại vừa móc các túi trống không ra để làm trò. Ông liền quay sang Dĩ Tường. Con vào trong phòng của ông, lấy tiền ông để trên mặt bàn, mang ra đi cho em. Dĩ Tường giơ tay cảnh cáo, thế nhưng mà Dĩ Hàn cứ vênh mặt thách thức. Vào phòng quay ra, anh cầm theo một tập 500.000 đưa cho ông. Vậy mà ông chẳng nói gì đưa luôn cho Dĩ Hàn. Ông cho con, sang tuần thì ra chơi với anh. Thích gì cứ mua. Nếu như thiếu thì lấy thẻ của Dĩ Tường thanh toán, rồi ông sẽ trả cho nó. Dĩ Hàn nháy mắt với anh, mỉm cười như được mùa, ôm lấy cổ ông rồi cảm ơn rối rít. Dĩ Tường thì chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Dĩ Hàn ôm dùng được quà đá vào chân của anh một cái nữa, mới chiều líu lo đi vào nhà. Ông chiều em như vậy, nó hư đấy à? Ông đứng dậy đi vào nhà. Tớ không biết là ai chiều nó nhất nhà đâu nhỉ? Dĩ Tường rụt cổ, bởi vì trong nhà ai cũng biết anh là người chiều Dĩ Hàn vô điều kiện. Bà cho Dĩ Hàn nhiều tiền như vậy, làm cháu nó hư đấy à? Mà xuất hiện thì lại cầu nhau, tự nhiên mà ông không nói gì, mà hất mặt bảo Dĩ Tường đi lên nhà. Khả Hân thì vẫn giận, nên cả đoạn đường trở về, chi nhánh cô không nói một lời nào cả. Dĩ Tường cũng im lặng để cho cô nghỉ ngơi tĩnh tâm. Hà Anh rời khỏi bệnh viện khi trời đã nhá nhem tối. Cô ghé vào siêu thị định mua đồ ăn về nấu, nhưng mà không biết là Dĩ Tường có qua không. Lựa được đồ ăn, cô đi thật nhanh về nhà. Lòng thì thầm mong Dĩ Tường đang ở đấy. Thế nhưng mà vừa mở cửa thì lòng của cô lại tắt rồi. Căn nhà vẫn tối đen, không hề có mùi hương của anh bay khắp nhà như cô muốn. Xếp đồ ăn vào tủ lạnh, Hà Anh đi tắm rồi chỉ ăn mì tôm cho qua bữa tối. Cô cầm điện thoại chờ đợi, tự nhiên cũng không thấy anh gọi. Cho đến gần 12 giờ mới thấy anh nhắn cô. Cô sung sướng mở lên xem, nhưng mà trong lòng thì lại hụt hẫng. Hôm nay anh bận, em ngủ sớm đi nhé. Đọc xong tin nhắn, cô ném điện thoại lên bàn, nằm xuống ngủ. Tìm trong chăn gối một chút mùi hương còn sót lại của anh để giúp mình vào giấc ngủ. Dĩ Tường đưa Khả Hân đi ăn tối, nhưng mà vợ của anh ăn qua loa lấy lệ. Về đến nhà thì hai người vẫn im lặng không nói với nhau câu nào. Khả Hân lặng lẽ đi tắm, còn anh thì về phòng làm việc của mình. Dĩ Tường pha sữa, mang lên phòng, đặt trước mặt của vợ, giọng của anh từ tốn. Chúng ta nói chuyện một lát nhé. Em không muốn nói chuyện với anh đâu. Vậy thì em nghỉ đi, bao giờ muốn thì nói. Nói xong thì anh đứng dậy bỏ đi về phòng làm việc. Thế mà vẫn nghe thấy tiếng hét của vợ. Anh đúng thật là.
Tại sao? Anh không dỗ dành em vậy? Người xa là anh cơ mà. Ngồi giải quyết xong các hợp đồng và giấy tờ cần thiết, anh về phòng thì nhìn thấy Khả Hân đang trang điểm thay quần áo. Đã muộn như vậy rồi, em còn định đi đâu đấy? Khả Hân không nói gì cả, lấy túi bước qua, rồi cô lên chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa. Di Tường nắm chặt tay của cô đến đỏ ao. Ngồi xem lại hồ sơ dự thầu, Di Tường nhận điện thoại của trợ lý. Sư Tử đi cùng với một nhóm khoảng tầm 5 người anh ạ. Chị vui vẻ bình thường, thế nên anh cũng đừng lo lắng quá. Di Tường nghe xong thì nhẹ rồi tắt máy. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, nhưng mà gọi thì Khả Hân không nghe máy. Anh đành tắt điện thoại rồi lên giường đi ngủ. Cho đến tận sáng, khi anh chuẩn bị đi làm, thì vợ anh mới siêu vào về đến nhà. Anh nấu cháo và pha nước trên bàn. Em ăn đi cho tỉnh nhé. Anh không hỏi em đi đâu sao? Dĩ Tường không hề trả lời, đi thẳng ra gara, lên xe rồi rời khỏi nhà. Anh không muốn xảy ra cái vã, vậy nên cứ nhẫn nhịn Khả Hân. Khi căng thẳng, anh đều không đối diện để tránh nổi cáu với cô. Sau ngày nghỉ, Hà Anh lại tất bật đi làm. Sáng nay thì cô dậy sớm hơn cả chuông báo thức để tập thể dục rồi mới ăn uống đi làm. Sau một đêm suy nghĩ thì cô đã tỉnh táo hơn nhiều, sắp xếp lại tình cảm và hòng cho thuộc hợp đồng để tự nhắc nhở mình không vi phạm. Đến công ty, cô bắt đầu chăm chú làm công việc của mình, thậm chí là còn làm hộ cả những người khác trong phòng để không có thời gian nghĩ về anh. Đã 3 ngày trôi qua, Dĩ Tường không hề nhắn tin, gọi điện hay là ghé qua. Tự dưng thì Hà Anh lại cảm thấy nhàn rỗi thảnh thơi. Chẳng biết đi đâu làm gì, vậy nên cô lại đến bệnh viện sau giờ tan làm để nói chuyện với Hà Lâm. Nếu như vô tình gặp An Hải thì cô luôn tìm lý do để tránh các lời mời ăn tối hay là đi dạo, bởi vì giờ Dĩ Tường nổi nóng. Anh không đến nên cô lại ăn mì tôm trừ bữa, bởi vì nấu ra thì cũng không ăn nhiều được. Cô quay lại với thói quen đọc sách và lấy các tài liệu đang học dở ra từ mày mò học và dịch thuật. Chỉ mới có mấy tháng mà cô đã quên đi khá nhiều tiếng Ý, toàn phải dùng qua tiếng Anh. Cô lên mạng tra các học bổng để giảm bớt đi gánh nặng khi đưa Hà Lâm đi cùng. Ngay sau khi hợp đồng giữa anh và cô kết thúc thì Hà Anh sẽ đưa em trai đi chữa bệnh, còn cô sẽ học nốt chương trình đang dang dở. Nghĩ đến anh, lòng của cô lại hoang mang, nhớ nhung nhưng mà không dám gọi, cũng không dám nhắn tin. Thỉnh thoảng thì cô chủ động đi sát giờ anh đi làm, chỉ để nhìn thấy bóng lưng của anh khỏa lấp đi nỗi nhớ. Nửa đêm, Hà Anh mê man, hơi thở nặng nhọc, người của cô nặng trĩu, không mở nổi mắt. Thế nhưng mà Hà Anh cố gắng thoát khỏi cơn mộng mị. Hà Anh nghe có người gọi tên mình nhẹ bấng, cô mở tròn mắt nhìn người bên cạnh. Hóa ra không phải là mơ, anh đang ở bên cô thật. Sao anh lại đến vào giờ này vậy? Anh phải giải quyết công việc xong mới đến. Anh làm cho em tỉnh ngủ sao? Hà Anh mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy anh thì bao nhiêu giận hờn nhớ nhung đều tan biến. Cô ôm chặt lấy anh như sợ mình sẽ tỉnh mộng vậy. Em làm sao thế? Không sao cả, chắc là lên cơn nghiện thôi. Dĩ Tường bật cười đẩy cô ra khỏi người. Em lại ăn mì đấy à? Anh đã dặn ăn uống tử tế vào cơ mà. Hà Anh xua tay. Thôi, cho em ăn thứ khác đi. Đừng nói ăn uống ở trên giường nữa, được không? Thế rồi thì Hà Anh nằm hẳn lên người Dĩ Tường, tay gấp gáp cởi hàng cúc áo, ném chiếc áo hàng hiệu không thương tiếc xuống sàn nhà. Cô nhìn anh ngồi yếm rồi hôn lên môi của anh thì thầm. Hôm nay Thanh cứ nằm im đi, mặc kệ em nhé. Dĩ Tường xoa đầu của cô cười đồng ý. Hà Anh được đà rồi tự mình cởi bỏ trang phục của anh. Bàn tay thon nhỏ ấm áp bắt đầu nghịch ngợm. Cô hít hà mùi hương quen thuộc khiến Dĩ Tường trêu đùa. Cho là anh nên ký hợp đồng dài hạn thôi nhỉ. Không để cho anh nói tiếp, cô hôn lên môi anh ngọt lịm, rồi từ từ thưởng thức tất cả những nỗi nhớ mong. Sau đó trượt xuống lên vòm ngực, rồi cơ bụng rắn chắc của anh. Dĩ Tường cứ định nhổm dậy thì lại bị cô vỗ nằm im, đành để im cho cô xử lý. Sự lạ lẫm này của Hà Anh làm cho anh thích thú. Đôi bàn tay nhỏ, nụ hôn ướt của cô kích thích đến giới hạn của anh.
rồi thì hơi thở trở nên dồn dập và gấp gáp. Trước ánh mắt thách thức của cô, cộng thêm môi lưỡi của cô cứ càn quấy, khiến anh nhiều lần muốn cô dừng lại. Thế nhưng mà cô lại nhất định không cho. Mãi cho đến khi chịu không được nữa, anh phải đầu hàng ở trong miệng hà anh. Nhưng mà cô vẫn cứ say sưa khiến anh thực sự man nguyện. Cô ngồi dậy, ánh mắt reo vui. Rồi thì lúc này váy áo của cô sụp sạch, thập thò, khiến Di Tường chẳng nghe lời nữa, kéo cô nằm xuống giường. Bây giờ em chết vào anh nhé. Hà Anh cười, tay xoa lên môi anh thích thú. Thế em làm tốt chứ? Đừng có nói là em yếu kém nữa đi nhé. Di Tường cúi xuống cắn nhẹ vào môi của cô thủ thỉ. Cấp bằng tốt nghiệp được rồi đấy. Rồi thay ngôm cô cười vang cả phòng, tay cởi váy trên người cô, đôi mắt của anh tối sầm lại. Anh đã dặn làm không mặc áo trong rồi cơ mà, sao em cứ không nghe lời như vậy? Lúc này thì Hà Anh rối rít xua tay giải thích là mình quên, rồi tự tay tháo ra khỏi người. Bây giờ đến cô bị anh bắt nằm im chịu đựng sự ngọt ngào. Anh thì vẫn cứ dịu dàng từ tốn như đang thưởng thức mỹ vị cuộc sống, nhưng vẫn đủ khiến Hà Anh không ngừng cầu xin. Lần nào thì anh cũng như vậy, không hề bỏ qua bất kỳ chỗ nào trên người cô. Mọi nơi đều được anh chạm đến. Cô cảm thấy hạnh phúc khi anh luôn trân trọng cô như thế. Một người cao ngạo lạnh lùng ở công ty, bây giờ đang ở trên giường với cô nhiệt tình như vậy. Có lẽ chỉ trên giường thì cô mới không sợ anh, ngược lại chỉ muốn ăn thịt anh mãi thôi. Trong căn hộ rộng lớn, hai người cô quấn lấy nhau không rời. Tiếng nói cười, âm vang của dục vọng cứ bay lởn vởn trong phòng. Này, anh chơi xấu, anh không được làm như vậy đâu. Cứ mặc kệ anh đi, em đã là của anh mà. Không phải đâu, anh thả em ra đi. Sao mà anh cứ tham lam như vậy? Ngày mai em còn phải đi làm nữa. Thế nhưng mà mặc kệ Hà Anh cứ là oai oái, anh vẫn cứ làm những gì mà anh muốn. Bởi vì ở bên cô thì anh thấy hạnh phúc, nhìn lâu quá rồi thế nên gặp cô thì phải xả cho bằng hết đi. Mùi bánh mì nướng thơm phức, Hà Anh lười biếng nằm bất động trên giường sau một đêm vật lộn với anh. Nhau mắt nhìn bãi chiến trường, chăn đệm, quần áo ngổn ngang. Mặt của cô đỏ lừng, rồi úp mặt xuống gối. Hà Anh nằm cười một mình. Dậy ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa. Tại là vẫn chưa đủ, muốn thêm nữa sao? Nghe tiếng nói của Di Tường thì cô bật dậy như lò xo, ngơ ngác nhìn anh. Nhưng mà sao giờ này anh vẫn còn ở đây thế? Em cứ tưởng đâu anh về rồi chứ. Di Tường ngồi xuống giường, ngón tay nhịp nhịp lên cánh tay trắng mút của cô rồi trêu đùa. Làm sao mà anh về được? Em ăn thì đang đến tận sáng, sức đâu nữa mà về. Từ hôm qua em ăn gì mà lại ham hố như vậy? Cô nghe xong thì trợn mắt, chui toàn vào chăn, che kín mặt lại, chỉ hở ra đôi mắt thôi. Xấu lắm à? Thì cũng tại em thèm anh thôi. Không xấu lắm, mà chỉ làm người khác muốn nổi loạn thôi. Thế giờ ăn sáng cùng anh đi. Dĩ Tường lôi chăn, kéo Hà Anh ngồi dậy hôn lên trán cô rồi cảnh cáo. Này, tôi không dậy nhanh. Anh ăn thịt em tiếp đi nhá. Đói quá rồi đấy. Hà Anh bị xòa thì vội vàng mặc đồ phi vào nhà tắm. Trước khi chính cô là người sẽ ăn thịt anh tiếp. Lần thứ hai cô được ngồi ăn sáng cùng anh. Thế nhưng mà lần này thì thực sự rất thích. Trong lòng của cô cứ như nở hoa, nên vừa ăn thì Hà Anh lại vừa tủm tỉm cười. Cô cứ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh nắng chiếu lên gương mặt của anh rất đẹp. Mái tóc thì đọng nước làm cho anh lại càng quyến rũ. Chiếc áo khoác tắm để hở ra một khoảng ngực khiến cho Hà Anh cứ nuốt nước bọt mãi thôi. Và Dĩ Tường phát hiện ra, lắc đầu bật cười. Hà Anh cứ ngây người ngắm anh cười như thế, nụ cười của anh đẹp quá. Cô cứ ngây ra nhìn anh mãi chẳng muốn ăn tiếp. Này, em đang làm người khác muốn nghỉ việc đấy nhá. Dĩ Tường ôm dung ăn, mình thì vẫn cứ tủm tỉm cười trêu Hà Anh. Cô đỏ mặt phát hiện ra là mình nhìn anh không chớp mắt, thì cúi xuống ăn. Thế nhưng mà miệng thì vẫn không thể nào ngậm lại được. Hà Anh này, em đi xe ô tô đi chứ. Em hay về muộn như vậy, đi xe máy không an toàn đâu. Em vẫn đi được mà anh.
Vậy từ bây giờ anh sẽ đón em nhé. Không được đâu. Chúng ta thống nhất sẽ không xuất hiện cùng nhau cơ mà. Thế nếu đã như vậy thì cầm lấy chìa khóa xe đi. Nói rồi, anh đặt lên bàn chiếc chìa khóa xe BMW mới tinh. Cô nhìn anh ngạc nhiên. Thế nhưng mà trước mệnh lệnh anh đã đưa ra, cô phải cầm lấy, tránh để anh nổi giận. Dạo này anh và vợ sao rồi? Anh cầm cốc cà phê đang uống, thờ ơ trả lời. Vẫn như vậy. Em mong là có thay đổi sao? Dù sao thì chị ấy cũng là vợ anh mà. Không ghen chứ? Anh lên giường với cô ấy, em không có cảm giác gì sao? Em chỉ là thuốc chữa bệnh thôi. Có thể có hoặc không. Khi khỏi bệnh, anh có thể bỏ uống thuốc, thì sao cần phải có cảm giác? Chúng ta em chỉ là tình nhân, thì em có quyền được ghen không đây? Câu trả lời của Hà Anh không khiến cho anh hài lòng. Khẽ nhíu mày, anh đứng dậy, kết thúc câu chuyện đi về phòng. Hà Anh léo đéo đi theo, lấy quần áo giúp anh chuẩn bị đi làm. Cô muốn làm việc này hàng ngày, muốn nhìn thấy anh mỗi sáng như thế nào. Cô quá ích kỷ và xấu tính. Cô đang cướp chồng người khác mà lại còn đòi quyền lợi nữa sao? Lần đầu tiên có người chuẩn bị đồ cho anh đi làm đấy. Cảm ơn em nhiều. Anh cúi xuống hôn lên mắt, lên môi cô dịu dàng. Đi làm thôi nhỉ? Hay là nghỉ ở nhà đây? Lúc này thì Hà Anh bừng tỉnh, nhìn anh âu yếm. Cô bá cổ anh ngắm thêm một lát nữa. Anh đẹp thật đấy. Sao anh ăn gì mà lại đẹp như vậy? Dĩ Tường phì cười, gõ nhẹ lên trán của Hà Anh. Em cũng rất đẹp đấy, có biết không? Thay đồ đi, tôi không thể phải nộp phạt bây giờ đấy. Hà Anh mê trai cuống quýt thay quần áo. Nếu cứ bên cạnh anh như thế này, có lẽ là cô trở thành người lười nhác bỏ bê công việc mất thôi. Ra khỏi nhà, Hà Anh tự đứng cách xa anh 1 mét. Vào thang máy, hai người đứng 2 góc. Nhưng mà mắt của cô vẫn cứ dán lên người của anh rực cười. Xuống đến hầm gửi xe, 2 chiếc xe để cạnh nhau. Nhìn thấy không có ai, Dĩ Tường kéo cô lại hôn lên trán thì thầm. Ngày mới vui vẻ nhé. Lái xe cẩn thận đấy. Anh đăng ký chỗ gửi xe ở công ty rồi đấy nhé. Hà Anh cười tít mắt. Cô cố gắng ôm anh một lần nữa. Nhìn thấy có người xuất hiện thì cô vội vàng buông anh ra, lên xe lái đi trước. Dĩ Tường chạy chầm chầm phía sau như hộ tống cô đến tận công ty. Hà Anh ngạc nhiên đến sốc bởi vì chỗ gửi xe cũng ngay cạnh nhau nữa. Xuống xe, nhìn nhau cười lần cuối. Cô đi sau anh giữ khoảng cách an toàn để không ai nhận ra họ đi làm cùng nhau. Đang đi ở đại sảnh, Hà Anh giật mình nghe thấy chị cùng phòng gọi. Chị kéo cô đi nhanh hơn đến gần anh. Dạ, chào tổng giám đốc à? Chị khoác tay Hà Anh đi phía sau cứ thì thầm. Ôi, hôm nay được ngắm trai đẹp, chắc là ngày may mắn rồi đây. Hà Anh lén nhìn anh cười bởi vì cảm thấy tự hào ghê gớm. Anh! Tất cả mọi người đều quay lại nơi phát ra tiếng gọi trong trèo đó. Một cô gái rất trẻ, mái tóc dài buộc cao gọn gàng. Cả người toàn là đồ hiệu, lao nhanh như tên bắn, nhảy lên ôm lấy cổ của Dĩ Tường, khiến cho tất cả đều há hốc miệng, ngạc nhiên. Tổng giám đốc của họ lại còn giang tay bế cô gái, xoay vài vòng rồi mới thả xuống. Ai đưa em đến đây vậy? Em tự lái xe đi chứ ai đưa nữa. Cô gái ôm cứng lấy Dĩ Tường, còn anh cũng khoác vai lại, rồi lại còn hôn trán cô ấy nữa. Toàn bộ công ty như đóng băng. Mắt thì sáng lên hai người họ. Họ ngạc nhiên bởi vì tổng giám đốc đang cười và cưng nựng một cô gái trước mặt bao nhiêu nhân viên. Hà Anh đứng chôn chân tại chỗ, còn chưa đoán được đó là ai, nhưng mà chắc chắn là người Dĩ Tường rất yêu quý. Huy Cường bước đến cúi chào. Đại tiểu thư, cô về nước khi nào vậy ạ? Cả đại sảnh ô lên, xôn xao trở lại. Mọi người xuống lại thi nhau chào. Chào đại tiểu thư, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp. Cô gái tắt hẳn nụ cười, mặt trở nên lạnh lùng khiến ai nấy tự dưng im bặt. Về điểm này thì Hà Anh thấy cô gái rất giống anh trai của mình. Bây giờ thì cô thấy họ khá giống nhau, nhưng mà khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn, nước da trắng và đặc biệt lại rất cao.
Cô ấy rất nổi tiếng trong tập đoàn, bởi vì tương lai có thể là người đứng đầu thay chủ tịch. Thế nhưng mà ít người biết mặt lắm. Chị cũng chỉ nghe nói cô ấy rất đẹp. Hôm nay được gặp đúng là đã còn mắt đi. Huy Cường rẽ lên khiến tất cả mọi người há hốc miệng. Anh đang ôm chân của mình nhảy lò cò đau đớn, còn đại tiểu thư thì mặt cau có đứng bên. Ai cho anh gọi em như vậy à? Anh giơ tay xin lỗi, khuôn mặt thì vẫn đau đớn cầu xin khi bị đánh. Dĩ Tường kéo cô gái lại phía mình. Hạ cái chân xuống. Anh không cho em đi học võ để đánh người như vậy đâu. Đi theo anh. Dĩ Tường ôm cô gái kéo đi về phía thang máy, mà lại không hề biết rằng cả công ty đang sốc về nhan sắc của em gái và đồ đáng sợ của cô ấy nữa. Có lẽ tương lai họ có một chủ tịch còn khó tính, dễ bị ăn đòn hơn cả tổng giám đốc của họ. Nhìn theo bóng dáng của bọn họ đi khuất, Hà Anh mỉm cười, trong lòng dấy lên mong ước được tự do thể hiện tình cảm với Dĩ Tường giống như em gái của anh vậy. Mọi người thì xuống vào hỏi thăm Huy Cường. Anh ta xua tay yêu cầu mọi người đi làm việc. Nhảy lò cò, Huy Cường đi về phía thang máy, trước ánh mắt cảm thông của mọi người. Vừa vào phòng thì Dĩ An chạy lon ton trầm trồ. Ôi, văn phòng của anh đẹp thật đấy. Sao mà nó lại rộng như vậy? Dĩ Tường lắc đầu nhìn em gái. Nhòm ngó chán chê, Dĩ An ngồi tọt vào ghế làm việc của anh, chân vác lên bàn ngồi ngắm nhìn căn phòng. Ra kia cho anh làm việc đi. Cho em ngồi tí xem có thích không? Em muốn kiểm nghiệm xem ghế phó chủ tịch hay tổng giám đốc ngồi sướng hơn đây. Cô cứ ngoan ngoan ngồi vào vị trí ấy đi. Rồi thì muốn loại ghế nào, trang trí văn phòng ra sao, anh sẽ cho người làm. Ừ. Anh đừng có mà dụ dỗ em nhé. Còn lâu, em mới ngồi vào. Ngồi vào cho mà đi tù à? Cứ như em bây giờ này. Cứ thích đi đâu thì đi, tự do muôn năm. Anh không nuôi cô nữa đâu. Sắp sản nghiệp đến nơi rồi đấy. Tới khi nào sản nghiệp, em nuôi lại anh. Anh cứ yên tâm đi. Dĩ Tường nhấc Dĩ An ném ra chiếc ghế khác, khiến cô kêu lên oai oái. Huy Cường vào phòng, ánh mắt thì xẻ chừng. Đại, không. Cô chủ, mời cô uống cà phê. Dĩ An trợn mắt nhìn khiến cho Huy Cường phải bối rối. Nếu như tôi xưng hô sai thì chủ tịch sẽ trách mắng. Vậy nên xin đại, xin cô chủ thương tình ạ. Dĩ Tường hất tay cho trợ lý ra ngoài để dạy dỗ em gái. Mọi người chỉ làm theo lệnh của ông thôi. Vậy nên em đừng nổi nóng. Họ cũng bởi vì miếng cơm manh áo. Ai bảo em đúng là đại tiểu thư làm gì? Nhưng mà em ghét bị gọi như vậy. Em có tin cơ mà. Dĩ Tường chỉ biết chào thua với lý lẽ của em gái. Đang ký văn bản, anh chợt nhớ ra điều gì, mặt trở nên nghiêm trọng. Em nói là em tự lái xe xuống đây à? Dĩ An vừa đọc sách vừa ăn hoa quả gật đầu cái rụp. Thế ông có biết không? Sao không bảo lái xe đưa đi? Vì sao? Em lớn rồi mà. Có chân thì tự đi. Sao phải nhờ vào ai? Tất nhiên là ông không biết rồi. Dĩ Tường thở hắt ra ngao ngán. Tụi cô về Pháp ngay đi. Ông mà biết em tự lái xe xuống đây, chắc lột xa của anh mất thôi đấy. Thì cứ lột đi cho bớt đẹp trai. Nhân viên công ty cứ nhìn anh muốn rơi cả mắt ra ngoài. Em... Thôi đứng lên, Huy Cường đưa đi chơi, đã anh còn làm việc nữa. Anh ra gọi cho Huy Cường vào. Nhìn thấy Dĩ An, khuôn mặt trợ lý cứ dài như cái bơm vậy. Cậu được nghỉ làm, được tính lương 200% để đưa Dĩ An đi chơi. Đưa ngay đi cho tôi nhờ cái, mệt quá. Ấy thôi sếp à, em không muốn nghỉ làm đâu, em còn nhiều việc phải làm lắm ý. Thế thì thôi, nghỉ việc hẳn luôn nhé. Nghe đến đây thì Huy Cường đành phải thi hành mệnh lệnh. Anh đến bên cạnh Dĩ An. Đại tiểu... À không, cô chủ, chúng ta đi thôi ạ. Dĩ An uống hết cốc cà phê thì mới đứng dậy. Đến bên Dĩ Tường, cô hôn chụt lên má của anh trai rồi cầm ví của Dĩ Tường, rút lấy thẻ ngân hàng của anh. Anh à, cho em mượn nhé. Thế tiền mặt ông cho đâu? Anh mới chuyển số cơ mà. Em đã cất đi để sang Pháp còn dùng nữa. Dĩ An ung dung đi ra cửa,
Trước cái lắc đầu ngao ngán của anh trai và người trợ lý, Huy Cường mỉm cười bởi vì thấy tổng giám đốc bị bắt nạt, thế mà vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo. Vừa về đến phòng, Hà Anh đã nghe thấy mọi người xì xào về em gái Dĩ Tường. Chị Tâm là người rôm rả nhất. Ôi, đúng là không hổ sang em gái tổng giám đốc. Cô ấy phải cao trên 1m7, da trắng, môi đỏ. Đặc biệt đôi mắt giống hệt tổng giám đốc của chúng ta nữa. Những cái tai hóng chuyện cứ trọng lên nghe chị Tâm tả lại, rồi thì tiếc bởi vì chưa được gặp. Hà Anh à, em có thấy sếp mình chiều em gái lắm không? Hà Anh mỉm cười rồi đáp. Nếu như em có em gái xinh đẹp như vậy, cũng sẽ chiều như thế. Thôi đi làm việc đi, không thì lại bị phạt tiền bây giờ đấy. Cả phòng im bặt khi nhìn thấy bóng trưởng phòng xuất hiện. Mọi người lại tập trung làm việc mà không dám bàn tán thêm nữa. Có Dĩ An ở đây nên Dĩ Tường không đến chỗ Hà Anh. Cả ngày làm việc, còn buổi tối về thì lại bị em gái lôi đi hành hạ khắp trốn. Anh nhờ vợ đưa đi thì con bé đi đúng một tối rồi không đi nữa. Nó ghét ồn ào, mà nơi Khả Hân đến, chỗ nào cũng ồn ào náo nhiệt. Đã 3 ngày nay, cả công ty từ trên xuống dưới đều bàn tán về Dĩ An, khiến cho anh muốn tống cổ cô về Pháp thôi. Còn về Huy Cường, sau 1 ngày đưa Dĩ An đi chơi thì đã lập tức cầu xin anh tha cho, để là con bé tìm đến vá cả mồ hôi sôi nước mắt. Dĩ An đi chán thì lại quay về công ty của anh trai. Cô vào canteen mua đồ nhưng không được, bởi vì không phải là nhân viên của công ty. Cô ơi, cô bán cho cháu đi, cháu có tiền mà. Dĩ An rút ra một sấp tiền đặt lên quầy hàng, thế nhưng mà vẫn bị từ chối. Cháu có thẻ nhân viên thì mới được mua. Thôi cháu đi ra ngoài mua đi nhá. Cô à, cô biết cháu là ai không? Cháu là Hà Dĩ An đấy. Cô bán hàng ngước mắt nhìn, thái độ thờ ơ. Cô không quen cái tên này. Cháu tên gì cũng không mua được hàng khi không có thẻ nhân viên nha. Nhưng mà cháu là em gái tổng giám đốc Hà Dĩ Tường đấy. Cô bán cho cháu đi. Cháu không biết mua ở đâu cả. Bây giờ cháu đói quá rồi ấy. Cô vẫn giữ nguyên tắc, lắc đầu xua đuổi Dĩ An. Cô lấy giúp cháu phần ấy à? Đúng lúc này thì Hà Anh bước lại từ phía sau, chia thẻ nhân viên trình diện rồi rút tiền thanh toán. Cô nhận đồ ăn, bê ra bàn, Dĩ An đang ngồi cau có. Đại tiểu thư, của cô đây à? Ánh mắt của Dĩ An sáng rực lên. Ôi, cảm ơn chị nhiều nhé. Dĩ An nhận đồ, cười tươi như hoa, nhưng chưa ăn mà nhìn người đang đứng trước mặt. Chị ngồi xuống đây đi. Nhưng mà chị cũng đừng gọi em là đại tiểu thư gì đó, cứ gọi em là Dĩ An thôi à? Hạ Anh mỉm cười. Rõ ràng là người trước mặt không hề kênh kiểu khó gần hay mắc bệnh công chúa như mọi người nói. Cách nói chuyện rất lễ phép, lại biết điều. Hà Anh ngồi xuống ghế. Đại Dĩ An này, anh trai của em đâu mà để em đói như vậy? Ở đây có nguyên tắc là phải nhân viên mới được mua để kiểm soát việc ra vào trong giờ làm việc. Quy định này do chính anh trai của em để ra đấy. Dĩ An ngừng ăn, ngơ ngác hỏi tiếp. Quy tắc gì mà lạ như vậy? Thế em bán hàng ế còn gì nữa? Để em thay đổi quy định ấy cho. Hà Anh cười, lấy Dĩ An cho Dĩ An. Chính tổng giám đốc cũng từng bị từ chối mua bởi vì không mang thẻ xuống đấy. Cho đáng đời. Ai bảo đưa ra yêu sách quái gì như vậy? À, chị này. Dĩ An nhìn xung quanh. Ở đây anh trai của em có khó tính không? Có nhiều cô gái thích anh ấy không à? Về độ khó tính thì được nhân viên chấm 100 điểm. Còn về khoản kia thì chị không rõ. Hà Anh cảm thấy trong lòng xao xuyến khi nhắc đến Dĩ Tường. Dù là mấy ngày không gặp, nhưng mà cô hiểu là anh đang bận với người trước mặt. Mọi người trong công ty nói anh nổi tiếng chiều chuộng em gái, mặc dù chủ tịch luôn thiên vị Dĩ An với mọi người trong gia đình. Đến giờ chị phải làm việc rồi. Em cứ ăn đi nhá. Dĩ An gật đầu đáp. Cảm ơn chị. Chắc chắn em sẽ báo đáp việc hôm nay. À, nhưng mà chị tên gì vậy? Chị là Hà Anh, làm ở phòng marketing. Hẹn gặp lại em sau nhé. Hà Anh cười rồi đi về phòng. Hai anh em họ đều mắc bệnh sòng phẳng giống nhau thì phải. Hà Anh gọi với người trong thang máy. Ê, làm ơn đợi tôi với.
Thang máy lại mở ra. Cô đi vào cúi đầu cảm ơn, rồi chợt giật bắn cả người khi nghe thấy tiếng nói. Em đi đâu về giờ này? Cô nhìn chằm chằm người bên trong thang máy. Khuôn mặt của cô cứng đờ, nhìn anh không chớp mắt. Bàn tay của cô bị kéo lại khiến cả người đổ dồn về phía anh. Môi cô bị anh cuốn lấy trong nháy mắt. Hai anh sợ hãi run bần bật. Cô đập đập vào vai anh chỉ camera. Thế nhưng mà anh vẫn hôn cô bất chấp. Cô phải cắn nhẹ vào môi anh thì mới chịu dừng lại. Camera ngừng hoạt động trong 30 phút và thang máy sẽ không hoạt động ở tất cả các tầng trong 15 phút. Nào, đến đây cho anh. Không thì đừng trách anh thiệt em ở thang máy đi nhé. Hai anh ngơ ngác đến đưa cả người, nhưng mà vẫn lại gần rồi lại bị anh hôn. Nụ hôn cứ ngọt ngào, rồi thì hai người họ quấn lấy nhau. Cô ôm ghì lấy anh, cô ôm tận hưởng mùi hương ngọt ngào, thơm mát trong hơi thở gấp gáp, khiến cô cảm thấy mình thèm khát anh hơn nữa. Cho đến khi cô cảm thấy khó thở rồi thì mới buông anh ra, nhưng mà tay thì vẫn ôm chặt. Anh liều lĩnh quá rồi đấy nhá. Anh không đến được mà thèm thì phải nghĩ cách thôi. Anh ôm chặt cô vào lòng, rồi đầu vào cổ của cô nghịch ngợm. Buổi chiều em về sớm đi, anh tranh thủ qua. Về 8 giờ chuẩn bị đi nhá, anh muốn rồi đấy. Lúc này thì Hà Anh đỏ mặt, khẽ nhíu mày nhìn anh. Rồi thì khi thang máy hoạt động trở lại, cô đứng vào góc thật xa anh. Thang máy vừa mở ra, thì toàn bộ nhân viên phía ngoài kính cẩn chào anh. Nhưng mà chẳng ai bước vào cả. Hà Anh nhíu mày quay sang anh la lớn. Có chuyện gì vậy anh? Anh chỉ lên tấm biển phía sau lưng gióng giạc nói. Thang này chỉ dành riêng cho anh, các giám đốc, trợ lý và các thư ký của anh thôi. Em vào làm lâu như vậy rồi thế mà không biết à? Hà Anh ngơ cả người. Hóa ra lần nào gặp anh thì cô đều đi nhầm thang. Thế sao anh chưa từng nhắc nhở em thế? Vì sao phải nhắc? Em có mắt tự đọc đi. Đến tầng của mình, Hà Anh chẳng thèm chào anh, vùng vằng đi ra bởi vì cảm thấy xấu hổ khi vài lần đi nhầm rồi. Sao mà cô cứ bị anh bắt được sự vụng về của mình như vậy? Cứ vừa đi, cô lại vừa vỗ đầu làm nhảm, mặt thì đỏ bừng vì xấu hổ. Thế em làm gì mà mặt mũi cứ đỏ lên như vậy? Chị à, thang máy bên trái, cái thang hiện đại nhất đấy không dành cho nhân viên phải không? Ừ, bây giờ em mới biết à? Hà Anh đập trán xuống bàn, bóng mình thật sự ngu ngốc. Vì sao từ lúc gặp anh thì não cô cứ teo đi như vậy? Hà Anh ơi là Hà Anh, mày hâm dọa. Bình tĩnh đi, mở to mắt vào và nhớ kỹ là không được yêu anh ấy. Em làm sao vậy? Hà Anh ngẩng mặt lên khi trán cũng đỏ au. Không sao à, em chỉ là vào nhầm nhà vệ sinh thôi. Chị Tâm cười chảy nước mắt rồi vỗ vai. Thì có được bổ mắt không vậy? Lúc này thì Hà Anh mếu máo lắc đầu. Tôi không nghe lại nói vừa bị tổng giám đốc làm cho đồ óc ngu muội thêm sao. Giấy tường họp xong về đến phòng thì đã nhìn thấy Di An ngồi trên ghế vắt chân lên bàn đọc sách. Anh lại gần rồi gõ bàn. Này, trả ghế cho anh làm việc. Đi chơi chưa? Sao đã về như vậy? Thì anh ngồi ghế kia đi. Em muốn ghế này ngồi một lát. Dĩ Tường lấy ghế khác ngồi lại gần, nhấc chân Dĩ An bỏ xuống đất mà không quên vỗ vào chân của em cảnh cáo. Con gái, không vác chân lên bàn, xấu lắm đấy. Dĩ An thì tháo hẳn giày ra, đặt chân lên đùi của anh rồi nhăn nhó. Chân em đi nhiều thế nên đau và mỏi lắm, anh giúp em đi. Dĩ Tường thôi cầu nhau, dùng cả hai tay mát xa, bấm huyệt lòng bàn chân cho em. Lát nữa, anh cho người đưa em đi bấm huyệt thư giãn nhé. Ở đấy thì họ làm tốt lắm, hết đau nhức ngay ấy. Dĩ An nhắm mắt gật đầu đồng ý. Bất chợt cô bật dậy nhìn anh. Anh à, cho em lấy một cuốn sổ tiết kiệm khoảng 2 tỷ được không? Dĩ Tường đặt chân của em xuống đất nhìn Dĩ An dò hỏi. Để làm gì? Nhưng mà vì sao đợt này em phải cần nhiều tiền như thế? Em làm từ thiện. Có một tu viện nuôi trẻ mà khu nhà ở hỏng hết cả rồi. Đợt vừa rồi còn bị sập nữa. Mà em định đợt này xe sang giúp bọn trẻ và các sơ xây lại. Toàn bộ chi phí là 2 tỷ sao?
Không ạ, nhiều hơn. Nhưng mà bọn em xin được một ít tài trợ góp của nhau rồi, nhưng mà thiếu nên em định sẽ bỏ tiền túi. Đấy là chi phí vừa xây nhà, vừa mua sắm một số đồ dùng thiết yếu. Sau này sẽ xin tài trợ hàng tháng, tiền nuôi bọn trẻ. Thế em đã nói chuyện này với ông chưa? Ông sẽ giúp em đấy. Thôi, em không nhờ ông nữa đâu. Để ông làm chỗ nào cần nhiều tiền hơn, còn cái này em tự lo được. Thôi được rồi, anh sẽ cho em số tiền ấy. Nhưng mà hứa là làm gì thì làm, vẫn phải tập trung học lấy bằng đỏ về đây. Tiền anh gửi hàng tháng cho em để phục vụ cuộc sống của em, tự nên không được lấy để làm từ thiện nữa. Dĩ Hàn trợn tròn mắt nhìn anh. Cô chợt hiểu ra vấn đề thì lao đến ôm chầm lấy anh cảm ơn rối rít. Ờ, như vậy là em không cần phải lấy tiết kiệm của mình nữa sao? Ừ, không cần lấy nữa. Anh sẽ cho em. Em có biết là tài sản mình đang sở hữu là bao nhiêu không vậy? Dĩ Hàn lắc đầu, nhưng mà khuôn mặt thì vẫn cứ bừng sáng. Bao nhiêu anh? Vậy anh đưa cho em đi. Không cần tiền của anh nữa. Anh dừng lại trước kệ giấy tờ, quay ra lắc đầu. Sắp giàu nhất nhà rồi đấy. Tài sản của em chỉ có sau ông thôi đấy. Thế nhưng mà em không được đồng đến. Sau này khi ông về hưu, em ngồi vào vị trí của ông thì sẽ dùng đến. Ngay đến đây thì Dĩ Hàn giấy nảy lên. Em đã bảo không làm rồi, sao anh cứ bắt em làm như vậy? Anh vứt đi đâu? Sao lại là em? Anh không thể tranh quyền đoạt vị với em gái mình được. Yên tâm đi, anh sẽ hỗ trợ cho em. Dĩ Hàn ôm sau lưng của anh rồi thủ thỉ. Thế anh vận động ông cho em ở lại Pháp nhé. Dĩ Tường biết đó là điều không thể, bởi vì ông không muốn nó sống xa mình. Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan tầm, có hẹn với Hà Anh. Anh quay sang nảnh nọt. Ê, thôi đi làm đẹp đi, chuyện đó tính sau. Mà riêng sáng nay em làm gì tiêu nhiều tiền như vậy? Thì em đi mua ít quần áo với chị Khả Hân thôi. Làm sao mà hết nhiều được? Mua quần áo mà hết vài trăm triệu à? Dĩ Hàn tròn mắt nhìn. Như vậy à? Em không để ý giá nên không biết đấy. Cô ơi là cô, dặn cô bao nhiêu lần rồi về cách mua sắm cơ mà. Có mắt để làm gì vậy? Tại sao không nhìn giá? Có tiền thì có tiền, thế nhưng mà tiêu tiền cũng phải tiêu cho đúng chỗ. Hà Anh khúc khích cười, quay về ghế ngồi gật gù. Thì cũng bởi vì họ ghi chỗ khuất nên em lười nhìn ấy. Lần sau thì em sẽ nhìn vậy. Dĩ Tường nhìn cô chỉ biết thầm than thân trách phận, bởi vì đã là anh trai của Dĩ An. Anh tiến lại bàn ấn điện thoại. Hà Phương, vào đưa đại tiểu thư đi làm đẹp. Chưa đầy tích tắc, cô gái đã xuất hiện với khuôn mặt căng thẳng. Đại tiểu thư, đi thôi à? Dĩ An cầm túi sách bước theo thì Dĩ Tường gọi giật lại. Trả thẻ anh đây. Khi nào về Hà Nội rồi thì em trả, chưa dùng xong mà. Cô theo chân thư ký ra ngoài mà vẫn nghe thấy tiếng Dĩ Tường gọi tên mình. Dĩ An! Trợ lý và cả phòng thư ký nhìn nhau mỉm cười khi được chứng kiến sếp tổng hét lên trong bất lực. Dĩ Tường nhanh chóng xếp lại bàn làm việc để ra về. Vừa nhìn thấy anh thì Huy Cường đã đứng dậy ngạc nhiên. Tổng giám đốc đi đâu về à? Hết giờ làm rồi mà, cậu cũng về đi. Huy Cường nhìn mọi người ngơ ngác không hiểu gì. Khi lần đầu tiên tổng giám đốc về vào giờ này, anh nhảy lên sung sướng dù mọi người tan làm đi ăn. Vừa tan làm thì anh vội vàng phi xuống hầm để lấy xe về nhà. Cô nhìn thấy xe của anh vẫn ở đấy thì mỉm cười lên xe rời khỏi công ty. Dĩ Tường về đến nhà, vừa mở cửa, anh bất ngờ vừa nến được thắp thay cho đèn. Phòng thì thoang thoảng mùi hoa hồng. Hà Anh, em không nấu cơm mà. Hà Anh nghe tiếng anh về, chợt nhớ ra là mình quên đi chờ nấu bữa tối nên đã nói vòng ra. Ấy, em quên mất. Để em tắm rồi em đi mua đồ nhé. Dĩ Tường mỉm cười lấy nước uống, nhìn những cây nến lập lòe mà không hiểu là Hà Anh muốn bày trò gì đây. Cô rón rén lại gần ngồi trên thành ghế, bóp vai cho anh rồi thì thầm. Anh đi tắm đi, em pha nước xong rồi đấy. Ừ, anh đặt đồ ăn ý rồi. Chắc là lâu rồi em không ăn nhỉ? Dạ vâng ạ.
Vậy thì em không phải nấu nữa sao? Anh đứng dậy hôn nhẹ lên môi cô rồi đi tắm. Hạ Anh nhìn theo mỉm cười hạnh phúc. Đồ ăn đến, cô cẩn thận bày ra đĩa thật đẹp, đúng phong cách Ý. Cô ngồi ghế đung đưa chân chờ đợi. Vừa nhìn thấy anh đi xa, cô đã kéo ngay vào ghế ngồi. Nhanh lên, em đói quá. Dĩ Tường nhanh chóng đồng ý ngồi xuống ăn, tóc tai còn đang ướt sũng. Anh này, Dĩ An đáng yêu nhỉ? Nó vừa làm anh tức chết, đáng yêu nói gì? Em nghe nói anh rất chiều em gái à? Thì nhà có mình nó thôi, ai mà đắc tội thì chết với ông nội của anh ấy. Hạ Anh ngạc nhiên. Sao ông quý em ấy như vậy à? Dĩ Tường lắc đầu khó hiểu. Thật ra thì nó bị ông huấn luyện theo chế độ thiên tài, nên cũng khổ lắm. Lớn một tí mới thoải mái hơn. Thế nhưng mà ông yêu nó hơn tất cả thứ gì trên đời này. Vậy nên đừng có dại dột động vào nó. Hạ Anh nghe xong bật cười, cảm thấy thú vị với cách sống của gia đình anh. Giàu có, nhưng mà họ lại rất yêu thương nhau. Canh Dĩ Tường nói về em gái của mình cũng đầy yêu thương, tự hào. Dĩ An thì lễ phép, hoạt bát, thông minh. Sao em ăn nhanh như vậy? Lúc này thì Hạ Anh không hề trả lời, mà nhanh chóng ăn hết phần của mình. Cô lấy nước uống xong, ngồi nhìn anh ăn, nở ra nụ cười bí ẩn. Nhìn anh ăn cũng cảm thấy quyến rũ khiến cô nuốt nước bọt. Dĩ Tường lại không nhìn thấy cảnh đó. Khi nhìn thấy Dĩ Tường ăn gần xong, thì cô lại mỉm cười, đá chân vào chân của anh. Anh cũng bật cười trước điều bộ đáng yêu đó. Anh nhấc bổng cô lên người mình rồi tiến về phía phòng ngủ. Tranh thủ bỏ luôn đi những thứ trên người cả hai, ngoài phòng khách. Phải khó khăn lắm, anh mơ vượt qua chỗ nến Hạ Anh thắp trong phòng, bởi vì cô cứ cuốn lấy môi của anh đầy khao khát. Anh nhăn mặt khi nhìn thấy giường còn trải đầy cánh hoa hồng. Và lại lần nữa, anh phải dọn dẹp chúng khỏi giường, còn Hạ Anh cứ bám chặt lấy anh. Sao em thắp nhiều nến trải nhiều hoa như vậy? Tại anh không thấy lãng mạn sao? Kích thích đấy chứ. Thế bình thường chưa đủ kích thích sao? Cô bật cười, rồi thì tay cô lại bắt đầu nghịch ngợm khiến Dĩ Tường vỗ vào cô rồi nhắc nhở. Cô ghé tai của anh thì thầm. Thật ra anh rất đẹp, vậy nên chỉ muốn... Cô bỏ lửng câu nói của mình, chua tọt vào chăn nằm, mới nói nốt. Muốn ăn sạch người anh thôi. Dĩ Tường lắc đầu trước sự mạnh bạo của cô. Anh kéo chăn chua vào trong. Dù là bóng tối, nhưng mà anh vẫn bắt chuẩn môi cô, còn tay thì đặt đúng vào chỗ cần đặt. Anh nến lập lòe, tiếng của hai người họ cười vang cả căn phòng. Hạ Anh thì ré lên. Trên giường, thế nhưng mà họ vẫn quen thói hành hạ nhau, làm cả căn phòng không lúc nào yên tĩnh. Thức giấc lúc nửa đêm, Hạ Anh rón rén xuống khỏi giường đi uống nước. Và lần đầu tiên cô lên giường đi ngủ sớm sau khi bị anh hành hạ. Ra ngoài phòng khách nhìn mọi thứ không khác gì bãi chiến trường. Cô nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ, bởi vì sợ sáng ra, Dĩ Tường sẽ nhìn thấy. Anh thì không thích nhà cửa bừa bãi, vậy nên cô luôn tự tay mình dọn nó sạch nhất có thể. Dọn xong cả phòng ngủ, thì Hà Anh mới leo lên giường để ngủ tiếp, thì có người đã thức giấc. Sao em dậy giờ này vậy? Cô nằm sát lại, gối đầu lên tay anh. Chắc là bởi vì chúng ta ngủ sớm quá. Anh không về nhà sao? Anh ngủ quên mất đấy. Mà em đúng thật là thuốc ngủ mà. Chưa bao giờ anh ngủ sớm như vậy đâu. Thôi dậy về đi. Nhà còn có Dĩ An nữa đấy. Nhắc đến Dĩ An, anh lấy điện thoại nhắn tin. Em ngủ chưa? Không thấy con bé nhắn lại, anh mới yên tâm nằm lại. Chắc là con bé ngủ rồi. Nào, để anh ôm cho em ngủ lại nhé. Hai anh rúc vào lòng của anh nằm, nhưng mà không ngủ lại được. Dĩ Tường trượt xuống hôn lên sống mũi của cô thì thầm. Sao thế? Tập thể dục cho dễ ngủ nhé. Cô lắc đầu rồi lùi người lại. Ấy không, thôi nhé. Em không tập với anh nữa đâu. Anh kéo cô lại, chạm nhẹ lên khuôn mặt cô rồi trêu đùa. Thế thì cứ nằm im đi. Để mà ngăn tập cũng được. Rồi thì Hà Anh nhanh chóng đổ hàng số phận vô điều kiện, bởi vì ai bảo anh quyến rũ quá như vậy. Dĩ Tường thấy Hà Anh đang ngủ,
thì nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, cái áo chăn đắp ngang người cô rồi mới rời khỏi giường. Khả Hân bây giờ mới nhắn cho anh là không về nhà, khiến anh lo lắng về Di An. Con bé ở nhà là một mình hay hoảng sợ. Ở trên xe anh cố gắng gọi cho Khả Hân, thế nhưng mà không được, nên đã lái xe rất nhanh để trở về nhà. Lái xe vào sân, Dĩ Tường lo lắng chạy vào nhà. Cả căn biệt thự sáng trưng, toàn bộ đèn đều được bật sáng. An ơi, em đâu rồi? Anh chạy tìm lên phòng ngủ thì không thấy con bé. Sang phòng vợ chồng anh cũng không thấy, khiến anh hoảng sợ thật sự. Anh gọi to em mình trong đêm yên tĩnh. An ơi, em đang ở đâu vậy? Ra đi ngay đi. Em mà làm sao? Ông giết anh đấy. Chạy đi tìm toàn bộ 6 phòng ngủ, thế nhưng mà không hề thấy bóng dáng của Di An. Anh bắt đầu lo lắng, vò đầu bứt tai lấy điện thoại gọi, thế nhưng mà Di An không hề bắt máy. Con bé sợ thì chắc lại chui vào góc nào đó. Anh chạy lên phòng mở camera để tìm kiếm. Toàn bộ ngoài sân, gara, sảnh, hồ bơi, phòng tập hay là phòng giải trí đều không hề có. Điện thì bật sáng như thế này, chắc chắn là Di An ở nhà. Thế nhưng mà nó ở đâu vậy? Anh chạy đi kiểm tra lại lần nữa từng phòng, lật tung các tủ đồ và những nơi camera không tới, rồi liên tục gọi. An ơi, em đang ở đâu vậy? Ra đây đi. Anh hứa sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Anh sẽ không bắt em về nhà làm nữa, sẽ cho em ở lại Pháp. Cứ vừa tìm, anh lại vừa làm nhảm như thế. Anh ngồi bệt bên cầu thang, tâm trạng nặng trĩu, vò đầu bứt tai cố gắng nhớ xem con bé có thể ở phòng nào. Trong nhà chỉ còn một căn phòng duy nhất không hề có camera mà anh chưa vào. Nghĩ như vậy, Dĩ Tường lao lên tầng thượng, phi vào phòng đọc sách của mình. Vừa nhìn thấy Di An ngồi ngủ gục bên bàn đọc, anh ngồi thụp xuống, thở như người hết hơi. Tảng đá trên người được chút xuống. Anh lại gần, ngồi xuống ghế, vén tóc của em lên rồi thì thầm. Anh xin lỗi, đã để em một mình như vậy. Anh hôn nhẹ lên trán của Di An rồi bế em về phòng. Có lẽ là nó đọc sách đợi anh về nên mới ngủ quên như vậy. Về đến phòng thì Di An vẫn ngủ say. Giúp em đắp chăn xong, anh mới đi tắt hết các thiết bị điện. Gọi điện thoại cho Khả Hân thì cuối cùng cô đã chịu nghe máy. Thế nhưng mà tiếng nhạc inh tai nhức óc khiến anh tắt luôn máy, không nói lời nào. Ngay từ chiều, anh đã báo với vợ là mình sẽ về muộn, phiền cô ở nhà cùng với Di An. Vậy mà mãi hơn 3 giờ cô mới nhắn là không về. Thế nếu như con bé có làm sao, anh sẽ lại mang tội với cả nhà mất. Khả Hân về nhà thì bước đi đã siêu vẹo, áo váy thì sộp sạch. Dĩ Tường không nói gì cả, chỉ tập trung chuẩn bị bữa ăn sáng cho Di An. An ơi, tập xong chưa? Xuống ăn sáng đi em. Đợi tí em tắm đã. Khả Hân đi lại bên chồng, tựa vào lưng của anh. Hôm qua bạn em sinh nhật, em không để ý điện thoại, vậy mà có anh ở nhà với cô ấy. Anh gỡ tay cô khỏi người mình rồi nhắc nhở. Em lên nhà đi, đừng để con bé nhìn thấy bộ dạng này không hay đâu. Rồi thì Khả Hân ngoan ngoãn đi ngay, bởi vì chính cô cũng sợ Di An nhìn thấy và biết được cô hay đi chơi đêm. Di An thò mặt vào phòng marketing mà lại không nhìn thấy Hà Anh, nên đi hẳn vào trong phòng. Trưởng phòng chạy ra, cả phòng marketing đang làm việc ngước thấy cô cũng đứng lên ngơ ngác nhìn. Trưởng phòng mở lời. Đại tiểu thư, có việc gì mà đến đây vậy? Di An xua tay. Chị đừng gọi em như thế, xấu hổ lắm ấy. Cô quay ra cúi đầu chào rồi mỉm cười. Xin lỗi đã làm phiền các anh chị. Em có thể gặp chị Hà Anh được không ạ? Lúc này tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Hà Anh. Cô bước ra ngoài đến chào người vừa xuất hiện. Di An khoác tay cô rồi quay vào bảo mọi người tiếp tục làm việc. Chị trưởng phòng, em có thể gặp chị Hà Anh trong một giờ được không ạ? Trưởng phòng gật đầu rối rít. Di An lôi luôn Hà Anh đi trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Em đưa chị đi đâu vậy? Bí mật, chị cứ đi theo em. Rồi thì hai chị em hì hụm leo thang bộ sau khi đã đi hết thang máy, đi vòng ra phía sau văn phòng của Dĩ Tường, trèo vào khoảng không gian của riêng anh. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng là càng ngày
thì tình cảm giữa Dĩ Tường và Hà Anh lại càng nhiều hơn trước đây. Ở trong khi đó giữa họ chỉ là một bản hợp đồng tình nhân mà thôi. Mặc dù Hà Anh cứ luôn nhắc nhở chính mình rằng không được có tình cảm với anh, thế nhưng mà dường như con tim lại không nghe theo lý trí. Càng ngày cô lại càng lún sâu vào đoạn tình cảm không nên này. Còn về Dĩ Tường thì sao nhỉ? Chắc chắn là chúng ta đều nhìn thấy rõ là anh cũng có cảm xúc với Hà Anh. Thế nhưng mà nếu như đó có được gọi là yêu hay chưa? Đã đến mức độ để mà anh phải đưa ra quyết định nào đó vì cô mà làm ảnh hưởng đến gia đình của mình hay chưa? Thì anh sang nghĩ là chưa đâu. Tuy nhiên câu chuyện tình yêu này cứ theo cái đà này thì càng về sau sẽ càng tiến triển và càng gặp phải nhiều sóng gió và rào cản. Một trong những rào cản đó phải kể đến đó chính là vợ của Dĩ Tường, Khả Hân. Ở đầu của tập truyện này thì chúng ta đã thấy là cô ấy ghen là như thế nào rồi. Ngay cả với một người đã chết, một cái còn ghen được như vậy, thì huống hồ gì đến một ngày khi cô ấy phát hiện ra chồng của mình có bồ nhí thì phản ứng sẽ như thế nào nữa. Và còn một nhân vật nữa mà anh Sa cũng muốn nhắc đến với quý vị và các bạn, đó chính là bác sĩ An Hải. Không thể nào ngờ được rằng là cả hai người bạn thân lại cùng có tình cảm với một cô gái. Thế thì khi mà sự việc này vỡ lở ra thì phản ứng của mọi người trong cuộc sẽ thế nào đây? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải đáp nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.